Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Minh Béo giảm 40kg, phiên điều trần tiếp tục rời tới ngày 28/7. Phiên thương lượng tiếp tục rời tới ngày 28/7, hiện Minh Béo đã giảm 40kg so với ngày đầu vào tù. Anh mỉm cười khi gặp lại người thân vào sáng 29/6 tại tòa Westminster, Mỹ. 9:30 giờ địa phương ngày 29/6, Minh Béo xuất hiện trong phiên thương lượng lần thứ 2 tại tòa Westminster, quận Cam, Cali. Đây là lần hầu tòa thứ 4 của Minh Béo và phiên thương lượng thứ 2. Luật sư Mia Yamamoto tỏ ra thân thiện với báo chí nhưng bà tiếp tục giữ im lặng trước các câu hỏi liên quan đến vụ án của thân chủ. Trong phiên tòa, luật sư Mia Yamamoto biện lý cùng đưa ra các bằng chứng, thương lượng hoặc những lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. Cũng trong phiên thương lượng, biện lý đề xuất mức án tù đối với Minh Béo. Phía nam diễn viên có quyền thương lượng về thời gian phạt tù. Chị Ngọc Lan, phóng viên tại Mỹ có mặt ở buổi thương lượng cho biết, cũng như những phiên tòa hồi tháng 5, phiên điều trần này diễn ra chớp nhoáng trong khoảng chưa đầy 3 phút sau khi luật sư đại diện của Minh Béo và quan tòa hội ý. Bà Mia Yamamoto tiếp tục xin rời ngày thương lượng thêm một lần nữa để củng cố bằng chứng cho thân chủ. Sau khi đại diện bên công tố đề nghị đổi ngày xử phiên sang 28/7, Chanan Johnson gọi tên Quang Minh Hồng và thông báo rõ ràng về sự thay đổi đó. Chán án cũng cho biết sẽ chọn ngày cho phiên xử sơ thẩm trong phiên điều trần tiếp theo, thỏa thuận về tiền tại ngoại, hậu tra không được phía luật sư và biện lý nhắc tới. Chị Ngọc Lan cho hay, khác với phiên tòa hồi tháng 5, vụ Minh Béo được đưa ra xử đầu tiên, lịch của phiên xử được thông báo là 8:30 nhưng quan tòa xuất hiện lúc 9:40. Minh Béo xuất hiện khoảng 2 phút trong phiên tòa, vào lúc 9:50, nam diễn viên hài được đưa từ trong ra ngồi vào nơi có lưới sắt bao bọc. Nghi can có cuộc trao đổi riêng với luật sư Mia Yamamoto thông qua thông dịch viên khoảng 10 phút. Theo miêu tả của chị Ngọc Lan, diễn viên Minh Béo trong bộ quần áo màu vàng dành cho tù nhân, tóc mọc dài hơn so với lần cạo trọc, ăn cũng gầy hơn những lần trước. Nhiều người xung quanh ước lượng ăn giảm khoảng 30kg so với ngày mới vào tù. Tuy nhiên, theo ông Thiện Thành, cậu của Minh Béo, thì nguyên nhân xuống cân là do ăn không hợp với đồ ăn trong tù. Người thân của MC Lục Lạc Vàng tiết lộ với phóng viên, Hồng Quang Minh đã giảm tới 40kg. Gương mặt Minh khá thoải mái, tươi tỉnh, nét mặt không còn căng thẳng và lo âu như trước. Trong lúc chờ đến phiên mình, Minh Béo đưa mắt tìm kiếm những người thân quen, ăn mỉm cười khi nhìn thấy anh trai, cậu họ đều có mặt ở tòa. Ông Thiện Thành nói, đây là lần thứ tư Minh Béo xuất hiện trước tòa trong vụ án mà anh bị truy tố với 3 tội danh. Thứ nhất, quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi. Thứ hai, toàn có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Và thứ ba là gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên. Ngay khi kết thúc phiên tòa, luật sư chuyển giới của Minh Béo di chuyển nhanh vào phòng kín. Nhiều phóng viên đặt câu hỏi nhưng cũng như lần trước bà từ chối tất cả. Trước đó bà cũng yêu cầu giới truyền thông, người tham gia phiên tòa không chụp ảnh, ghi hình thân chủ. Phiên tòa tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt tại Mỹ. Trước khi phiên thương lượng diễn ra đã có khoảng 15 người tham dự. Anh trai nam diễn viên Hồng Phước Kiên và cậu họ Minh Béo Thiện Thành cũng có mặt tại phiên tòa. Mẹ diễn viên hài không có mặt vì muốn tránh sự chú ý của báo chí. Bên cạnh đó, chồng ca sĩ Thu Phương Dũng Taylor cũng tham dự để ghi nhận diễn biến mới. Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, 39 tuổi, là nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu thích. Anh thành lập sân khấu Sao Minh Béo, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và tập hợp được nhiều nghệ sĩ tham gia. Không chỉ đóng phim, diễn viên, Minh Béo còn làm MC đạo diễn sân khấu. Ngày 23 tháng 3, Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với cậu bé trai, nạn nhân tố cáo vụ việc sở cảnh sát Golden Road. Ngày 24 tháng 3, một thanh tra cảnh sát đã đóng giả thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo. Sau đó Minh Béo đi gặp thiếu niên này, thực tế do cảnh sát đóng giả với ý định thực hiện hành động dâm ô, cảnh sát đã bắt giữ Minh Béo. Trưa 28 tháng 3, anh trai Minh Béo thừa nhận em trai bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 29 tháng 3, văn phòng biện lý quận Cam, Cali, Mỹ thông báo Minh Béo bị khởi tố ngày 25 tháng 3 với tội danh quan hệ đường miệng với trẻ em, âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Sáng 13 tháng 5 giờ địa phương, Minh Béo hầu tòa lần thứ 2 vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại phòng W12, tòa án Westminster, khu vực Clyde, Sài Gòn, bang Cali. Tại đây, anh đã quyết định đổi luật sư và tòa đồng ý rời phiên thương lượng sang ngày 27 tháng 5. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.